Lập xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Lập xin cập nhật đến với mọi người lịch visa và lịch mở hồ sơ của tháng 9 năm 2020 vừa mới có. Chi tiết của lịch tháng này xin mời mọi người cùng theo dõi video clip này nhé. Ký hiệu của các diện hồ sơ như sau. Diện F1, con độc thân trên 21 tuổi của công dân Mỹ. Diện F2A, vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân. Diện F2B, con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân. Diện F3, con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Diện F4, anh chị em của công dân Mỹ. Và diện tu sĩ thì luôn luôn có hiệu lực. Lịch visa tháng 9 năm 2020 còn gọi là lịch phỏng vấn. Diện F1, ngày ưu tiên đến ngày 15 tháng 9 năm 2014, tăng 4 tuần. Diện F2A là chữ C ở mức hiện tại. Diện F2B đến ngày 8 tháng 7 năm 2015, tăng 4 tuần. Diện F3 đến ngày 15 tháng 6 năm 2008, tăng 2 tuần. Và diện F4 đến ngày 22 tháng 9 năm 2006, tăng 2 tuần. Nhìn chung lịch visa của tháng 9, tất cả các diện đều tăng. Tăng bằng nhau là diện F1 và F2B đều được 4 tuần. Diện F3 và F4 đều là 2 tuần. Lịch mở hồ sơ của tháng 9 năm 2020 còn gọi là lịch làm 6 bước với NVC. Diện F1 ngày ưu tiên đến ngày 22 tháng 7 năm 2015, tăng 6 tuần. Diện F2A đến ngày 1 tháng 8 năm 2020, tăng 4 tuần. Diện F2B đến ngày 1 tháng 5 năm 2016, tăng 6 tuần. Diện F3 đến ngày 1 tháng 6 năm 2009, tăng 3 tuần. Và diện F4 đến ngày 15 tháng 9 năm 2007, tăng 2 tuần. Lịch mở hồ sơ của tháng 9, hai diện tăng cao nhất vẫn là diện F1 và F2B. Hai diện này đều tăng được 6 tuần. Hiệp xin chúc cho tất cả các diện hồ sơ đều được tăng nhanh vào tháng 10 và các tháng tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem qua video clip này. Lịch visa và lịch mở hồ sơ của tháng 10 năm 2020 sẽ được Điệp cập nhật từ khoảng ngày 13 cho đến ngày 20 tháng 9 năm 2020. Cô chú và các anh chị nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Điệp và cũng như là để được YouTube báo những video clip mới mà Điệp đăng lên nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.